mà nó nói chung là giống như là mình không có một cái sự mà quan tâm để ý, hoặc là mình nhìn cái ngày hôm trước chúng tôi có coi một cái đoạn video clip là quay lại một cái người già, nói chung là không chưa có già mấy, chỉ trung niên, chạy xe ở ngoài đường rồi bị té ngã. Rồi khi mà té ngã đó thì nằm dãy đạch đạch đạch, có nghĩa là cái đầu cũng giật giật giật, chân tay cũng giật, mà nó xoay vòng tròn vậy, mà giữa đường giữa phố, nhưng mà mọi người đi ngang qua đó thì ai cũng nhìn như vậy hết, ai cũng nhìn, người ta nhìn rồi người ta bỏ đi, nhìn bỏ đi. Nói chung là mình cảm thấy cái tình của con người á, như là nó không có. Mà ngược lại đó thì người ta cũng chiếu một cái clip, một cái video clip ở bên nước ngoài, là cái chiếc xe hơi đó đang chạy, phía trước capo bốc cháy, khói lên nghi ngút. Thì lúc đó quý vị biết rằng là chủ xe đó, người ta xuống người ta cầm cái bình để mà người ta xịt, để mà cứu hỏa. Rồi những cái xe mà chạy đến như vậy đó, thì người ta cũng ngừng lại ở sát lề đường, rồi người ta cũng cầm cái bình cứu hỏa của xe người ta chạy lại, người ta chạy lại, người ta xịt phụ, coi như là nguyên một cái đoạn đường đó, hễ mà xe nào mà thấy á, là đều ngừng lại và cứu cứu hộ, xịt vô để mà cứu cái chiếc xe đó, sợ có cái sự nguy hiểm. Thì quý vị thấy rằng mình nhìn những cái hình ảnh đó, thật sự ra nó rất là trái ngược với nhau. Một người sống ở trong cái xã hội này, khi mà bị tai nạn nằm dãy đạch 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 như vậy, còn ở một cái xứ văn minh tự do, chiếc xe nó bốc cháy như vậy, mà những người đó cũng không có quen biết gì hết. Thật sự ra mình coi trong cái video clip đó, mình thấy thật sự ra người ta không có quen biết gì hết, nhưng mà người ta vẫn ngừng lại sát ở trong lề đường, rồi người ta tự động người ta cầm cái bình cứu hỏa, để mà người ta đến, người ta xịt phụ cái tùm lum đầy vô cái chiếc xe đó, để chữa cháy, để dập tắt lửa. Thì quý vị thấy rằng đối với một cái trường hợp mà một người người ta gặp cảnh, người ta biết cái sự mà xử lý bằng cách nào, còn đối với một cái người mà bình thản mà vô tư lự đó, thì coi như là mình thấy rằng giống như bây giờ mà mình nói ra, giống như là người mình nó vô tâm quá, là người nó vô tâm vô ý thức, là nó vô văn hóa, nó nói chung là phải nói là cái người này là còn phải nói là chắc họ tu theo Bát Nhã, cái gì cũng vô vô khổ vô tập vô đạo vô diệt, vô nhãn vô nhĩ vô tỷ vô thiệt vô thân rồi đó, giống giống như là chắc là họ luyện về Bát Nhã nó giỏi quá, thành ra cái gì nó cũng vô hết, nó không có cái gì mà nó thuộc về mà tình nghĩa tình người là hết nhớ, thành ra nó giống như là một cái người mà người ta mà bình thản mà vô tư lự đó, giống như một người mà cái gì cũng vô hết, cái gì cũng vô, không có cái gì mà nó không có tâm, không có tâm gì hết đó. Còn cái người mà người ta có cái sự mà biết biết quán xét về cái cảnh đó, thì giống như là cái người mà người ta có cái chánh niệm, chánh niệm người ta bình tâm đối với cảnh, do có xen vào cái chánh niệm hoặc là cái trí tuệ, thì hai cái điều này nó khác nhau là như vậy. Con xin được chia sẻ qua cái câu thảo luận này. Bây giờ thì con đảnh lễ thượng tọa Thầy Quyền mới vào, bây giờ con thỉnh thượng tọa Nhật Bản trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái trình để được Phật tính mà chư tôi từ siêu thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu chư tôi từ siêu nếu có thể xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 2. Chư tôi từ quyền thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu chư tôi từ quyền nghe được xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 2. Chư tôi từ quyền chúng ta nói về sự bình tâm và ở đây là nhân pháp cần được sanh khởi,
Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng bình tâm á, thì cái sự cố gắng á, nó còn còn gọi là bình không? Hay là khi mà mình đã cố gắng rồi thì không có bình tâm được? Giống như người ta nói là mình cố gắng để ngủ ngủ yên, nhưng mà đã cố gắng sao ngủ yên được, thì chúng ta có thể nào cố gắng để giữ cái sự bình tâm không? Hay là bình tâm là bình tâm thôi mà không thể, nó không thể đến từ sự cố gắng được cái tỉnh đó, thì tôi Nam mô của thầy, Nam mô tham mà giá, Nam mô sẵn thầy dẫn dắt thưa đi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Chúng con kính lễ đến đường đến sư phụ từ xưa con tổ chức đảng từ tổ minh hạnh để Đức Phật tính, để Đức Quyền thông, để Đức Quyền niệm cùng sư tăng đang hiện diện thỉnh chào đến quý tu sĩ cùng sư phụ tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Có thể nói rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, cái sự bình thản hay là cái sự quân bình ở trong cái tinh thần tu tập hay là một cái chuyện gì cuộc sống đó, thì cái điều này á, chúng ta cần phải có một cái sự rõ thông một cách vững vàng. Cũng như khi chúng ta mệt thì chúng ta nghĩ lại thì nó khỏe, thì cái khỏe đó, đó nó hết mệt, mà cái mệt thì không khỏe. Cái bình thản á, tức là mọi việc gì đó chúng ta từ ngữ thì nói thấy nghe nói được, như điều sự thật ra trong cái bình thản á, chúng ta cho rằng là cố gắng bình thản, cố gắng bình tâm. Mình nói cái từ thì được, nhưng điều mà cái tâm mình nó phải bình là chỉ có dầu cho. Nếu như cái tâm mình nó không bình thì có cố gắng thì cũng không thể nào mà chúng ta bình lại được. Nó không phải như là cái trạng thái ăn hay là uống, là chúng ta cố ăn uống như thế này, cố ăn uống như thế kia. Rồi có đôi khi chúng ta ăn ăn không được thì chúng ta cố ăn, thì cái trạng thái đó nó khác. Nhưng quả thật ở đây trên cái tinh thần mà giá trị mà nếu chúng ta gọi là để chúng ta bình thản, cố gắng để mà bình thản, thì chúng ta nghe theo từ ngữ chúng ta nói theo, tức là nó có vấn đề đó, thì cố gắng để chúng tôi bình bình tâm lại, hãy cố gắng để bình tâm lại, thì chúng ta nói như vậy thì nghe được. Nhưng trong sự bình tâm á, nó phải do nhiều cái yếu tố, chẳng hạn như một á, tất cả yếu tố của ngoại cảnh và yếu tố của thân này, thì cái trạng thái bình thản này nó phải được cái sự quân tập. Với ngoại cảnh mà chúng ta phải thường xuyên, chẳng hạn như bây giờ khi xúc chạm cái việc đời mà tâm của chúng ta không buồn là không vui, thì cái đó do chúng ta phải có cái sự tu tập, chứ cố gắng để không vui không buồn là khó. Quý vị nhận ý chúng tôi, khi mình có cái bình thường mình đã tu tập rồi đó, thì mình giữ cái tâm mình nó bình thản được. Trước khi mà thấy nghe ngửi nếm đụng vui buồn gì đó thì tự nhiên chúng ta rất là đau khổ hay chúng ta rất là vui, mà để tâm giữ cái tâm cho nó nhẹ nhàng, cho nó được tốt đẹp, thì chúng ta nói cái sự cố gắng, cái yếu tố đó chỉ là một yếu tố. Nhưng nếu mà cho rằng vì có sự cố gắng mới bình thản thì cái điều này chưa chắc, bởi vì cái tâm bình thản đó là vốn cái quân bình đó phải có cái thời gian, phải có cái năm tháng, tức là phải có cái trải nghiệm. Mình đau quá mình lại cố gắng hết đau được không? Không, tại vì cái trạng thái đang đau thì nó giảm cái đau do cái gì, do cái cảm thọ đó từ từ nó đi qua. Chứ bây giờ nó đang đau mà chúng ta cố gắng để cho nó hết đau là cái tâm mới, cái tâm cảm thọ khổ, cảm thọ ưu, cảm thấy thân này nó khó chịu, nó bực bội, nó đã là đang đau thì chúng ta cố gắng để cho hết đau, cố gắng để cho hết đau thì chúng ta không cách nào cố hết đau. Mà lúc đó tâm tâm của chúng ta nó có cái sự tu, tâm của chúng ta nó có cái quen rồi đó, thì hoàn toàn là cái chuyện mà chúng ta có buồn có vui hay như thế này thế nọ thì tất cả nó đều là
là cái tâm của mình phải có cái tu quen. Do cái trạng thái đó nó quen với cái đó rồi, thì cái xúc chạm cũng như khi mà chúng ta giữ chánh niệm cũng như nó khi phóng dật có mặt thì không thể nào có chánh niệm, mà chánh niệm có mặt thì không có phóng dật. Thì khi đó chúng ta cố gắng để không bị phóng dật, chúng ta cố gắng để có cái chánh niệm. Thì ở đây cái tinh cần của vị hành giả bằng cái tinh tấn chuyên niệm thì nó được. Còn nếu như mà để mà cái cố gắng mà vượt qua cái đau, vượt qua cái vui, thì khi tâm vui là chúng ta dừng lại, chứ không cố gắng dừng lại, mà chính là cái đau thì chúng ta cố gắng để vượt qua, có phải không? Mà sự thật ra cảm thọ đó nó sẽ vô thường. Khi chúng ta nghĩ như vậy và tâm của chúng ta trở nên bình thản, thì có hiểu như vậy, không biết là có đúng với ý của thượng tọa không. Nếu có đi về mô túc để tiến công tỉnh thượng tọa, cũng có đều suy nghĩ như vậy. Nam mô Bổn Thầy á. Sa thủ cái trường thưa tọa tự quyền. Và thưa tọa tự sư, hôm nay chúng ta nói về mình tu là mình giữ cái tâm điềm đạm, an nhiên đối với các cảnh, không có khoan hỷ cũng không có ưu sầu. Nhưng mà nếu như vậy thì những cái cảm xúc rất là mạnh đối với thiện pháp, như là quá khoan hỷ khi đi hành hương, quá cảm xúc khi đi hành hương, hay là quá khoan hỷ là phước, có nên hay không? Hay là chúng ta nên giữ cái tâm bình thản trong mọi trường hợp? Cái thỉnh thì tôi sẽ À, xin lỗi quý vị, có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin hỏi thượng tọa Chánh Đẳng với chư Phật tử nghe có rõ? Bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi phải bỏ cái mới để bán dịch về chạy rồi, để xài cái iPhone để cho nó rõ. Không biết ở trong rừng có ai mua mua lại không hả? Cái máy mới mình nên vậy đó. Bây giờ dạ, để sáng mai sẽ giải quyết. Bây giờ cái câu thảo luận số 3. Thì tôi chắc chắn vừa nêu là sống với thái độ buông bình, có phải là tránh không để tâm quá quan hỷ với thiện pháp không? À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì chúng ta có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất ấy, dựa vào sáu cái pháp hạng trú này, thì khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, tức là đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh ngũ đã qua, suy nghĩ lại
thì mình phải an trú với tâm xả, chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì nếu như mà không có an trú với tâm xả, chánh niệm tỉnh giác đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì lúc đó có thể phiền não nó sẽ khởi lên. Phiền não ở bên ngoài, ngoại cảnh nó xâm nhập thì làm cho phiền não khởi lên thì rất là nguy hiểm. Cho nên cái đó chúng ta phải giữ tâm xả. Nhưng mà đối với thiện pháp á, thì Đức Phật ngày chưa, đối với thiện pháp là Đức Phật ngày chưa có gọi là Đức Phật này không có nói đến cái việc mà không để tâm quá quan hỷ đối với thiện pháp. Chưa, Đức Phật này chưa có nói đến chỗ đó. Mà Đức Phật này có những đoạn kinh, có những bài pháp Đức Phật ngài dạy cái câu là như vậy vị tỳ kheo cần phải hoan hỷ ngày đêm tu tập trong thiện pháp. Rõ ràng là ở đây là đối với thiện pháp là Đức Phật ngài dạy chúng ta là phải hoan hỷ ngày đêm tu tập trong thiện pháp. Rất nhiều đoạn kinh được đề cập đến cái đoạn đó, thì chúng tôi nhắc lại, chúng tôi nhắc lại để chúng ta đã có học qua rồi đó, những cái bài kinh mà Đức Phật ngài đã thuyết với cái câu kết như thế đó. Như vậy vị tỳ kheo hoan hỷ ngày đêm tu tập trong thiền pháp. Cái vấn đề thứ hai đó là ở đây chúng tôi muốn nói là với những cái vị tỳ kheo mà tu tập thiền định thì từ cái tâm thiền vừa sơ thiền vừa có hỷ lạc, có tầm có tứ, có tầm tứ hỷ lạc đó, thì thấp. Như khi bỏ tầm tứ mà vẫn còn hỷ lạc thì như vậy tương đối là hơi trung bình, tức là nhị thiền tam thiền. Nhưng mà đến tứ thiền đó, thì bỏ hỷ chỉ còn lạc. Nhưng mà cho đến ngũ thiền cao nhất thì như vậy chỉ còn có xả thôi. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy tùy theo cái mức độ thiện pháp đối với thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì thiện vô sắc giới thì đương nhiên là xả rồi. Còn cái thiện mà sắc giới thì hễ còn hỷ còn lạc là thấp, mà lên tới xả là cao. Do đó cho nên ly hỷ trú lạc hoặc là xả niệm thanh tịnh. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu hai vấn đề trên. Còn về cái vấn đề như thế này thưa quý vị, trở lại cái vấn đề câu thảo luận số 3 đó, thì chúng tôi xin thưa rằng cái sống với thái độ quân bình là không phải, là không phải để tránh
tâm không quá hoan hỷ đối với thiện pháp, mà sống với thái độ quân bình, là để tránh cái tình trạng bị ngoại cảnh chi phối rồi phiền não nó khởi lên. Như một lần Đức Thế Tôn cùng với chúng tỳ kheo du hành từ Sawatthi đến Vesali, trên đường đi có hai vị du sĩ, một thầy một trò. Cái vị ngoại đạo sư, tức là vị thầy, thì dùng nhiều lời lẽ để chỉ trích Đức Phật, chỉ trích giáo pháp của Đức Phật, chỉ trích chúng tỳ kheo. Nhưng người học trò thì lại dùng muôn ngàn lời lẽ để tán thán Đức Phật, tán thán chúng tỳ kheo khi họ đi sau lưng Đức Phật, nhớ chúng tỳ kheo. Thì hai cái sự kiện nó tương phản với nhau như thế, các vị tỳ kheo khi đã đến tại Vesali vào buổi chiều, ngồi tụ họp tại ngôi nhà có nóc nhọn, tức là chỗ giảng đường, chỗ Đức Phật hay thuyết pháp, rồi các vị mới bàn luận với nhau về cái câu chuyện giữa hai thầy trò ngoại đạo có cái sự tương phản với nhau về cái thái độ đối với Đức Phật và chúng tỳ kheo. Đức Phật ngài đã ngự đến nơi cái ngôi nhà có nóc nhọn đó và ngài hỏi chư tỳ kheo chuyện gì, các ngươi đang bàn chuyện gì. Thì các vị tỳ kheo mới trình bày Đức Phật, thì Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo là không nên vui khi người ta khen, không nên chê, không nên buồn khi mà người ta chê, phải giữ cái tâm sẵn. Vì giữ được cái tâm xả đó, mình mới đứng được, mình mới có được cái nhìn khách quan để nhận biết là người ta chê đúng hay là chê sai. Mình mới biết được giữ cái cách khách quan đó, giữ cái nhìn khách quan đó, mình mới có thể biết được người ta khen mình đúng hay là khen sai. Những điều người ta khen mình có hay không có, những điều người ta chê mình có hay không có. Thì như vậy trong trường hợp đó, chúng ta cần phải hiểu rằng đó là sống với thái độ quân bình để tránh không có bị chi phối bởi ngoại cảnh, mà chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, chớ nếu mà lúc đó mình bị thiên lệch cái gì mà nó hợp ý với mình vui quá, còn cái gì mà nghịch ý một chút là mình cảm thấy mình tức giận buồn phiền, thì như vậy nó sẽ làm cho mình bị chi phối, bị điên đảo, cái tâm nó bị lôi cuốn, nó bị xoay chuyển. Cho nên ở đây đó, cái sống với thái độ khách quan là thái độ quân bình, là để mình tránh cái sự kiện đó thôi. Chứ còn đối với thiện pháp thì nên hoan hỷ, chớ không nên giữ cái tâm quân bình. Với lại ở đây có một vấn đề khác mà chúng tôi cũng muốn trích dẫn ở trong tu bộ kinh đó. Cái thái độ mà chúng ta quân bình, giữ cái tâm quân bình đó, nếu như chúng ta hiểu như là một cái thái độ biết vừa phải đó, thì ở đây Đức Phật ngài có dạy rằng là
Này các tỳ kheo, đối với bốn món vật dụng đó, thì các ngươi nên có cái sự tri túc, nên biết đủ. Nhưng mà đối với thiện pháp thì không nên tri túc, không nên biết đủ. Như vậy thì câu đó, Phật câu đó có nghĩa là Đức Phật đã dạy chúng ta không phải là đối với thiện pháp mà chúng ta thấy là đủ rồi, nên phải giữ cái tâm quân bình, đừng có vui quá. Chúng ta cũng nên hiểu theo cái cách đó một chút, để chúng ta tu tập, chúng ta đem lại cho mình cái phước báo viên mãn. Bây giờ thì chúng ta không có nhiều cái phước báo, thì chúng ta cần phải hoan hỷ trong thiện pháp, để mà chúng ta không bị, chúng ta không bị chi phối, chúng ta không bị thờ ơ đối với thiện pháp, nên có sự hoan hỷ đi. Còn khi nào mà chúng ta đã đạt đến cái mức độ thiện pháp cao quý rồi, như là chúng ta đạt đến đạo siêu thế đó, cái tâm đạo đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới giữ được cái tâm bình thản cũng được. Lúc đó đã vượt khỏi thiện ác rồi. Thì chúng tôi xin có một vài lời để chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Thiệt khổ, khổ. Xin lỗi Chư Tăng là xài cái iPhone thì Chư Tăng với Phật tử nghe rõ, nhưng mà khổ nổi nó mau hết pin quá. Bây giờ chúng tôi chỉ còn có 20% pin, cho nên không biết có thể kéo dài được bao lâu để đi sạc pin nữa. Cái đó là cái khổ nhất của chúng tôi khi mà sinh hoạt trong room. Một là nói chuyện mà Chư Tăng và Phật tử ở các nơi không có nghe rõ, nghe bị đứt đoạn. Thứ hai nữa là đang giảng pháp mà nó hết pin, thì đây là một cái khổ, khổ vô cùng. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Nhưng mà từ 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 xưa hy vọng rằng với 20% pin thì ta có thể trả lời cho câu tiếp theo là chúng ta thấy ở trong nhiều đoạn kinh thì nhất là trong vi diệu pháp thì đôi khi thay vì mình nói đến là mình nên vui buồn với cảnh thiên nhiên hay là cảnh thanh tịnh hay vân vân, thì thường hay nhắc đến là cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh gì, cảnh xúc, cảnh pháp. Thậm chí sư trưởng có đôi khi sư trưởng đề cập đến là mình bố thí là bố thí sắc, bố thí thinh, bố thí hương, tôi thì bị bố thí xúc, bố thí pháp. Thì cái nhìn mà tất cả cảnh chỉ là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, nó có khác biệt gì với cách nhìn mà theo kiểu thường thức hàng ngày chúng ta nhìn không? Và nếu nó khác trên phương diện pháp hành, trên phương diện tư tưởng, nhận thức, thì xin thưa đồng tự sư quan vị giải rõ về điểm này. Kính thưa thầy tòa.
Thưa tòa, tôi siêu quan hỷ cầm mic ở trong room không nghe được xin cái trình thưa tòa. À, quý vị có nghe được chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây thưa quý vị, khi mà nói đến cái Phật, nói đến cảnh sắc thinh khí vị xúc, sắc thinh khí vị xúc pháp, nói theo cái từ Phật học, cái gì mà do mắt nhận thức thì gọi cảnh sắc, nói chung nó nhiều lắm thưa quý vị. Còn khi mà nói đến đó, âm thanh sắc tướng mà theo thưởng thức đó, thì ở trong đó nó có một cái nhìn tục đế, cái nhìn tục đế, tức là khi mà con người ta nhìn cái bức tranh này thì nó đẹp, bức tranh kia không đẹp, hay là họ thích ăn cái món này không thích ăn cái món kia, đấy là cảnh vị. Thì như vậy cái nhìn của giác quan, của năm cơ quan đó, và cái giác quan thứ sáu thì nói là sắc thân khi bị xúc. Nếu mà nói theo vi diệu pháp đó, thì lúc đó nó chỉ mới là ở cái giai đoạn khai ngũ môn, nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thôi, chứ chưa có nói đến qua đến động lực. Còn cái nhìn của thường thức á, cách nhìn của thường thức á, thì họ không có nhận ra được ở cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khi mà tâm nó bắt cảnh đơn thuần sắc thinh khi bị xúc, mà họ chỉ nhận định sắc thinh khi bị xúc theo theo cái tâm động lực tham sân si, tham sân si và tâm thiện, nó là như vậy. Nó khác nhau, nó khác nhau ở cái giai đoạn, ở giai đoạn của tâm pháp. Với lại chỉ trừ ra người nào mà đã có từng học hỏi vi diệu pháp thì người đó mới có thể nhận thức được rõ, nhận thức theo cái cách lúc nào là cái lúc cảnh chân đế, còn cái lúc nào là cái lúc cảnh tục đế, tức là mới nhận thức ra. Nhưng mà cái người học vi pháp nhưng mà còn phàm phu thì mà do cái thường cận y duyên vẫn có thể bị cái tình trạng sắc thinh khi bị xúc, mà mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi đếm thân xúc ý suy nghĩ, nó vẫn còn len lỏi ở trong cái định kiến chủ quan, tức là vẫn cho cái này là đẹp, cái kia xấu vân vân. Chẳng hạn như bây giờ một vị tu sĩ, nếu như vị tu sĩ đó chưa phải là đang trong lúc mà hành thiền quán, mà vị tu sĩ chỉ bình thường thôi,
Thì khi mà gặp Phật tử đến chùa, nhìn ra cửa mà thấy có người Phật tử họ đi đến chùa, thì vị tỳ kheo đó cũng nhận biết rằng à, đây là ông A hay là bà B, là những Phật tử đi đến chùa để cúng dường. Hôm nay họ sẽ cúng dường cho tăng món này món kia vân vân. Lên ăn thì mình cũng có cảm giác ăn cái món này ngon miệng, món kia không ngon miệng vân vân. Thì như vậy trong trường hợp đó, đối với Phạm Phu chúng ta phải thừa nhận rằng là mặc dù chúng ta có học Phật Pháp, chúng ta cũng có thể hiểu được mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng vân vân, phải trú xả chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn rơi vào tình trạng là thấy nghe ngửi nếm đụng bằng cách thưởng thức như thường. Cho nên nói tóm lại là theo trong Phật học á, thì cái nhìn đơn thuần sắc thinh khi bị xúc á, nó dễ cho chúng ta quán thấy tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Còn nếu như sắc thinh khi bị xúc pháp mà nói theo cái cách nhìn thông thường, thưởng thức, có cái sự chấp thủ hay là có một cái quan niệm, có một cái định kiến chủ quan, thì chúng ta khó nhận ra được cái chân tướng vô thường, khổ não, vô ngã lắm. Nó khác nhau là khác ở chỗ đó. Cho nên chi chúng ta cũng nên thận trọng, và chúng ta ráng rèn luyện mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bằng cách là chúng ta theo sáu cái pháp hành trú này. Theo sáu pháp hành trú này thì nó hay lắm thưa quý vị, tức là để giúp cho chúng ta hiểu, thấy được cái vô thường, khổ đau, vô ngã. Nếu mà chúng ta nhận thức bằng một cách đơn thuần theo cái pháp chân đế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu lên như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh Thượng Tọa Tổ sư đi nghỉ. Đại đức quy niệm có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức quy niệm nghe được, xin thỉnh đại đức quy niệm hoan hỷ. Đại đức quy niệm rõ ràng là để giữ tâm bình, để giữ sự bình tâm khi mà đối diện với cảnh đó, thì chúng ta thấy là nó không phải đơn giản là lúc mình ra trận rồi tự nhiên mình có thể có bản lãnh đó, mà mình phải có chuẩn bị hay có sự tu tập. Thì đại đức quy niệm có thể cho vài cái gợi ý là mình chuẩn bị thế nào, mình tu tập thế nào để khi mà mình tiếp xúc với cảnh đó, tâm mình được bình thản không? Anh cái tỉnh đây được quy niệm. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền, để Đức Pháp Tính. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, tự kính thưa quý vị. Với câu thảo luận số 5 của Thượng Tọa Giác Đẳng nêu lên là chúng ta nên có một cái sự chuẩn bị như thế nào thì để có được một cái khả năng cũng như cái bản lĩnh mà mình bình tâm khi mà đối mặt với cảnh. Ở đây thưa quý vị, trên cái những gì mà sư được học ở nơi pháp học, và nhất là từ một vài những cái sự chỉ giáo của những vị thầy đã từng hướng dẫn cái sự tu tập cho sư, các ngài hướng dẫn rằng không phải tự nhiên mà mình có được cái khả năng bình tâm một cách thoải mái và tự
động nhanh chóng khi mà mình đối mặt đối với cảnh không thôi đâu. Điều này phải trải qua cái sự chuẩn bị tu tập, và nhất là ở trong những cái trường hợp mà mình có thể dễ dàng rèn luyện về niệm và tỉnh giác nhất. Bằng chứng là trong những cái oai nghi mà mình tu tập dễ dàng để phát triển về niệm và tỉnh giác đó, thưa quý vị, đó chính là cái oai nghi mình ngồi thiền. Cho nên chính vì thế mà những ai mà bác bỏ là không có cần phải hành thiền, không có cần phải ngồi thiền, chỉ cần sống một cách thoải mái tự nhiên không thôi, miễn sao là tâm mình có được cái sự bình thản là được rồi, có được cái sự quân bình, không có để bị rơi vào trong phiền não là tham hay là sân, thất niệm là được. Điều này chỉ là mình nói thôi thưa quý vị, chứ trên thực tế mình phải tập ngay từ những cái dễ nhất rồi mình mới có khả năng tiếp cận đối với những cái trường hợp phức tạp hơn. Mà ở trong oai nghi ngồi á, khi mình ngồi thiền á, có thể nói rằng đây là một cái oai nghi thích hợp và cơ bản nhất. Một khi mà nói đến hành thiền là đầu tiên người ta nghĩ đến việc ngồi thiền là trước hết. Bởi vì trong oai nghi đó các căn của mình được giới hạn một cách tối đa. Cho nên chính vì vậy mà mình dễ dàng có thể thiết lập được niệm và tỉnh giác. Nó cũng giống như là cái người mới tập võ, thưa quý vị. Làm sao mà một lần có thể ra trận mà đánh được 6 đối thủ trong cùng một lúc được. Mình đánh không có lại. Chúng ta phải tập từ lúc mới đầu mình không có đối thủ nào hết. Mình đánh với những cái hình nộm. Sau đó khi những cái phản xạ về thân của mình nó nhanh rồi, lúc bây giờ mới bắt đầu rèn luyện qua đấu với một người, rồi tăng lên cái số lượng là 2, 3, 4, 5 và 6 hoặc có thể nhiều hơn. Điều đó như thế nào thì việc rèn luyện tâm ở đây cũng vậy. Mình phải tập từ những cái cơ bản nhất. Sau khi mình đã làm tốt được ở trong oai nghi ngồi rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu bước sang một cái hình thức khác, tức là trong cái oai nghi đi, mình phát triển chánh niệm tỉnh giác, giữ được xả đối với 6 cảnh trong oai nghi đi. Vì rằng ở oai nghi này, thưa quý vị, ngoại cảnh nó sẽ khởi sanh nhiều hơn oai nghi ngồi. Mắt chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta thấy cảnh sắc, nghe âm thanh nhiều hơn, và có cái sự thay đổi về cảnh xúc do cái việc di chuyển của bản thân mình nhiều hơn. Chính vì thế mà cái độ khó nó tăng lên. Rồi sau khi mình đã rèn luyện, mình làm tốt rồi, lúc bây giờ mình mới bắt đầu mình tập sang một cái trường hợp khác, đó chính là mình nói chuyện với người khác. Nhưng trong việc nói chuyện trao đổi đó, mình vẫn giữ được cái sự theo dõi về thân tâm của mình. Điều này nó khó hơn nữa, thưa quý vị, nó khó hơn nữa. Rồi sau đó khi đã làm tốt rồi và càng ngày chúng ta đã quen dần với cái cách thức để mà duy trì tâm có cái sự hay biết một cách mạnh mẽ và bình thản đối với cảnh khởi sanh ở nơi thấy nghe ngửi nếm đụng và suy nghĩ rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới có được cái bản lĩnh để mà giao tiếp một cách tự nhiên, nhưng mà nội tâm của mình vẫn đủ nhanh nhạy để mà quan sát được những cái
cái hành động, lời nói, trạng thái tâm, những cảm xúc của chính bản thân mình trong cái bối cảnh sinh hoạt nó lẫn lộn nhiều loại và phức tạp, thay đổi một cách liên tục như vậy. Cho nên chính vì thế phải nói rằng rất cần những cái bước đi đầu tiên, những bước đi đầu tiên rất cần thiết thưa quý vị. Kể cả trong việc mình ngồi một chỗ đó, nhiếp phục các căn mà mình có chắc rằng mình làm tốt được cái việc giữ tâm nó luôn luôn có niệm và tỉnh giác một cách bình thản hay chưa, mà mình đòi coi như là có được cái bản lĩnh đó ở trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày. Điều đó nó rất là phi lý thưa quý vị, nó rất là phi lý. Và để có được cái khả năng này, nhất là đối với các vị đã quen với việc thiết lập sự phòng hộ, giữ tâm bình thản ở trong cái đời sống tu tập rồi, thì khi các ngài giao tiếp dù bất cứ hoàn cảnh nào thì tự nhiên đó chính là một cái phản xạ tâm lý của các vị đó. Tức bây giờ nó đã trở thành một phần cuộc sống của các vị ấy, không có mệt nhọc, không có khó khăn trong việc phải giữ tâm. Còn mình không có luyện tập trước đó thưa quý vị, thì mình không có làm được cái điều đó đâu. Cho dù mình có cố gắng gượng ép để mà theo dõi đi nữa, thì lúc bây giờ nó cũng không có được bền bỉ, nó không có được lâu. Nó cũng chỉ được một vài chập tư tưởng hay là một vài những cái sự quan sát rồi thôi, đâu cũng lại vào đó mà thôi. Chính vì thế mà cái theo như cái sự hướng dẫn trên thực tế, chúng ta muốn làm một cái gì đó thì mình phải làm từ cái mà mình có khả năng trước, nhất là cái việc hành thiền. Đầu tiên mình phải cần phải ngồi thiền càng nhiều càng tốt, đó là cái bước tiên khởi dễ dàng nhất trong việc phát triển niệm và tỉnh giác. Sau đó mình làm tốt rồi, chúng ta mới bắt đầu chúng ta để ý áp dụng thêm ở một số những cái oai nghi khác. Và có như vậy thưa quý vị, từ từ mình sẽ có được cái khả năng tâm của mình sẽ làm việc một cách bình thản, không có mệt nhọc, không có khó khăn, không có gượng ép. Và đó cũng giống như là một cái bản năng của vị ấy. Đó là cái câu trả lời của con cho cái câu thảo luận là thứ năm. Và bây giờ con xin gửi nước lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng. Xin lỗi quý vị có chư tăng có vị nào đang cầm mic không? Quý vị có thể cho chúng tôi biết được không? Chào mừng bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử. Khi mà chúng ta đề cập đến sáu pháp hằng trú này đó, thì chúng ta có thể nói rằng ở trong cuộc sống cái khó nhất đó là giữ cái tâm điềm đạm. Sự điềm đạm đó không có nghĩa là chúng ta không còn có cái cảm xúc, mà sự điềm đạm ở đây có nghĩa là chúng ta có một cái cảm xúc rất là điều độ, rất là ôn hòa, rất là chừng mực. Biết được cái sự chừng mực trong đời sống thật ra nó không phải là dễ dàng. Và một đặc điểm mà một người có chừng mực được đó là nếu chúng ta sống thường thắp sáng cái tuệ
quán về vô thường khổ vô ngã, thì càng có được cái ý thức tỉnh táo về vô thường khổ vô ngã đó, thì tương đối cái tâm của chúng ta nó sẽ dễ điềm đạm hơn là những cái thái độ nông nổi nhất thời. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.